giống cúc mẫu đơn đây các bạn, giống cúc hot nhất thị trường hiện nay đây. Các bạn hãy liên hệ để đặt hàng ngay nhá. Đây là vườn đang cho thu hoạch. Đây là giống cúc mà chúng tôi đã nhân giống thành công với cái số lượng lớn. Các bạn thấy là các hình ảnh có rất là độc lạ không? Đấy, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại là 0389640555 để được nhận được cái giá tốt nha. Chúng tôi phân phối toàn miền Bắc. Đây là thời điểm tốt nhất cho các bạn để trồng hoa cúc. Các bạn trồng thời điểm này vẫn kịp Tết nha. Bây giờ mới là cuối tháng 9, 25-26 tháng 9 thì các bạn trồng vẫn vào Tết vẫn ok. Đấy, các bạn thấy cây giống chúng tôi làm rất là cẩn thận nhé. Đấy, cây rất là nhiều rễ rồi thì chúng tôi mới nhổ ra để xuất cho bà con. Đấy, liên tục chúng tôi sản xuất với các cái tiêu chuẩn cây giống đạt chất lượng cao, các bà con mang về đảm bảo sống, tỷ lệ sống rất là cao. Mà đặc biệt là cái mùa này đang mưa nhiều, đang rất là thuận lợi cho bà con chúng ta xuống giống. Đây các bạn thấy đây, nhà vườn xuất đi liên tục cho khách. Nên là ai mà thích yêu chuộng cái mới, thích yêu chuộng hoa cúc mẫu đơn, một loại cúc mới với giá trị kinh tế cao, bán ra từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một cây. Đấy, rất là tuyệt vời phải không các bạn? Các bạn thấy là các cái chủ trang trại lớn, các cái chủ farm lớn cũng đều liên hệ với chúng tôi để mua giống của chúng tôi, để đặt hàng. Các bạn hãy đặt hàng qua số điện thoại là 0389640555 nhé. Đây các bạn thấy là thực tế sản xuất đây. Rất nhiều các cái nhà vườn đã có được cái giống của chúng tôi để trồng. Thì hy vọng là chúng ta sẽ chớp được cái thời cơ này. Giống cúc mẫu đơn vào Việt Nam mới rồi. Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên mà nhân giống thành công cái giống cúc mẫu đơn này. Đấy, để đưa phục vụ quý bà.